Bắn vừa rồi không có một cái kiếm BF nào, sợ thật. Ô, ăn lìn rồi. Hề may quá vẫn vớ được cái kiếm BF này, ngon thế. Nhóm trang phục mới con Kai'Sa có đẹp không ạ? À? Đấy là con tướng tôi không chơi được thì tôi cũng không quan tâm lắm. Đẹp xấu thì tôi cũng không quan tâm lắm. Đồ. Đó. Đồ nữa này. Đồ. Úi giời. Không, thực ra là game này cũng không phải là lấy con nào mà chơi con đấy luôn đâu, không phải đâu. Mà nó tùy thôi. Nó phụ thuộc nhiều vào cái đồ ban đầu mình có ấy. Nó phụ thuộc khá nhiều vào đồ ban đầu mình có. Nhiều đồ AP thì nên chơi AP, nhiều đồ AD thì nên chơi AD, tùy. Nói chung là phải dựa theo những cái mà mình đang có thì nó dễ đánh hơn. Này, đồ như này là nhiều này. Nhưng mà nó chưa rõ ràng ra là cái gì về cái gì. Cái này mà được thêm một cái kiếm BF với một cái cung gỗ thì đẹp. Ây da, ây da, ây da. Ý gì đây? Độ. Oh shit. Hai độ đẹp. Độ. Một độ cũng được. Không được rồi. Như thế này thì mình sẽ có cái gì nhờ cái gậy kháng phép. Cái gậy phép. Rồi 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 rồi. Nói chung là cũng không được cái gì nó ra hồn lắm. Đây là huyết kiếm này. Hai cái đồ này với nhau thành huyết kiếm này. Hai cái này lại thành cái dây chuyền Island Solari này, không không tươi lắm, không tươi lắm. Lá cờ xe ke này. Đi đâu về đây? Ai à, xóa quá nhờ. Mèo gà vừa đi ăn gì về đây? Ai chà chà, mẹ cuộc sống này sang chảnh quá nhờ. À, lý do lý chấu phải không? Vâng, chào tổng biên tập Hunter. Cái gì mày đưa tao vào thế hơi khó đấy Hunter ạ. À, mày cứ bắt tao là phải quảng bá là 28 ra, xong bây giờ thì 28 không ra, tao là người hứng hứng mũ chịu sào đấy. Ừ, hai vụ liền đứng mũi chịu sào mẹ. Thế mới thấy là làm công việc của KOL không hề đơn giản các bạn ạ. À, quá nhục. Giống như hôm nay đọc một cái bài gì mà nước hoa giả của cái thanh niên gì mà hay ấy đấy. Thanh niên gì nổi nổi tiếng mặt vuông chữ điền đi. Ờ, Bảo Lâm mà liếc gì đây. Càng thuyết. Thằng này nó làm trong cái ngành đấy nó biết.
Fortimacia. Fortimacia. À, bao giờ ra chat thì anh em cứ đọc báo nha, anh em đọc báo nghe đài của mình nha, tôi cũng chịu vậy, chả biết bao giờ ra đâu. Ây da. Hay, hay, hay. Mẹ Lucien đứng giữa sự sống và cái chết. Nào thì lại trâu đục uống nước chậm rồi. Cung gỗ kiếm BF hoặc thìa. Cung gỗ kiếm BF hoặc thìa. Mất cái cung gỗ rồi, còn một cái cung gỗ. Còn trong trường hợp xấu thì lấy nước mắt nữ thần. Đấy, mất thìa rồi. Bây giờ là còn một cái cung gỗ và một cái giọt nước mắt. Đó, đúng rồi, để nước mắt cho ta cũng được. Thằng kia đấy biết lấy cái gì. À, lấy nước mắt, lấy nước mắt. Ê, mất mẹ cung gỗ luôn kìa. Lấy mẹ con Savanna này cũng được. Con này là con gì? Con này là hóa hình sư này. Hai hóa hình sư này. U đi mẹ. Thằng này chơi bộ Gunslinger này, Tristana có đồ này. Khá là da dì và lè lọa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thua mẹ nó rồi. Lấy đồ ngon hay lấy tướng ngon? Những round đầu thì nên nhìn vào đồ. Còn những round sau thì tùy. Các bạn đang có một con sắp lên 3, thiếu đúng một con nữa thôi, thì nên nghiên cứu xem là có bắt con đấy không, con đấy dễ ra không, con đấy có dễ lên 3 không. Còn nói chung là 90% mọi hoàn cảnh thì đều nên nhìn vào đồ. Mọi hoàn cảnh đều nên nhìn vào đồ. Ha. Nếu có đồ AP thì nó thỏa đáng. Vứt mẹ đồ. Hay quá, con này biến hình kịp là có búp máu. Biến hình kịp là có búp máu, là đỡ được một chút xíu rồi. Thua thì thua nhưng không thua sâu. Mà lại thắng mới điều chứ lì. 3 tiền. Bán con này. Lấy 20 tiền. Bán máu đi, bán mẹ đi lấy tiền. Bán mẹ đi lấy tròn tiền. Bây giờ cứ tiền là quan trọng nhất. Kinh nhỉ, thằng này 30 tiền này. Khá phết, biết dồn tiền đấy. Chơi game này là phải biết dồn tiền cơ. Kể cả có thua round này tôi vẫn phải lấy tiền. Hay thế, nhường đam của đấy khéo thật nhưng vẫn thua. Ăn được một con nữa là đẹp. Thua mẹ rồi. Bắn một con thôi.
Tham tiền mất đồ hay là fail này, lần sau đừng làm như tôi nha. Căn bản là nhiều cộng 1 quá, cộng 2 thì ăn được. Dồn tiền càng nhanh càng tốt để up cấp. Cái team này là team cần up cấp. Cố mà lên cấp. Thua cũng phải để tiền. Bởi vì lúc đầu ấy thua thì không phải là một cái gì đấy nó quá là ghê gớm. Thua không phải là một cái điều gì đó quá ghê gớm cả. Thôi thôi xong, mất mẹ chiêu luôn. Ai ra? Bùa đỏ. Bùa đỏ, bùa đỏ, bùa đỏ. Kiếm ép. Kiếm BF. Bùa đỏ. Bùa đỏ. Ô thắng này. Éo tin được lại thắng ạ. Khó nghĩ thật. Rồng bị nớp lâu rồi, không phải mới đâu, nớp 3 4 hôm nay rồi, 3 hôm rồi. Cảm ơn bạn Lộc đã lên fan cứng nha, cảm ơn bạn. 1 2 3 Thôi căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Mẹ gặp gặp bốn con này mẹ cấp 2 hết thế này là căng rồi. Không ăn quả bu la băng hàng này căng quá. Ôi mày thế nó cũng ăn quả CC kìa. Mẹ con Brand này, đây này Brand full đồ này. Hay. Dậy đi. Giết được thằng nữa thì đẹp. Tung chiêu. Ôi, tí thì giết được thêm thằng nữa. Ê, đi chợ đầu này, đi chợ đầu này, đi chợ đầu này, ngon rồi. Rồng, rồng. Chạy ngược, chạy ngược, chạy ngược. Ok. Nhìn nhiều cung gỗ tiếc quá, thì mẹ thích cái cung gỗ lắm đấy nhưng mà. Thế mà con rồng phải đéo mang cái cung gỗ có phải đẹp không? Con pet này thì các bạn mua bằng RP thôi, mua bằng RP thôi mà có gì đâu. Ui, assassin thì toang rồi. Không lỗ hóa.
kinh nhờ. Khazik cầm dìu Tiamat, dìu đại mãng xà này. Khá gì và lầy lọ, khá gì và lầy lọ. Bắt đầu xuống ngưỡng máu, cần phải cái lưu tâm rồi này. Mất gần một nửa máu rồi này. Áp cấp. Cho tạm con này vào để lấy bốn cái quai này cho nó khỏe đã. Lên được. Cái trò này là cái trò không giới hạn quân cờ trên bàn cờ. Chỉ cần các bạn mà có đủ đồ thì các bạn có thể đánh bao nhiêu con cờ tùy thích. Nhưng mà để mà đánh được nhiều con cờ trong một ván thì nó không hề dễ một chút nào cả. Bởi vì phải rất may mắn, phải rất đỏ và phải có những cái món đồ là thìa. Càng nhiều thìa thì mới càng chơi được. Chứ không thì không thể chơi được. mười sáu tiền à. Tân này tân lính mà, chưa gì phải áp vội, cứ bình tĩnh. Đây là chỉ là tân lính thôi, tân lính thì cứ từ từ đấy. Có tân này sạc thêm đồ này, hy vọng tân này 5 con nó cho mình 3 đồ thôi. Có một cái cung gỗ thì đẹp nhất, một cung gỗ một nước mắt, một cung gỗ một nước mắt và một cái gậy quá khổ đẹp nhất đấy. Tôi chết con mẹ. Ủa đấy, gậy quá khổ, cung gỗ. Oh shit, đấy. Katsadin 3, what the fuck. Ngon 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 ngon. Chitana 3 kìa. Ok rồi, bắt đầu phải giữ máu này. Bắt đầu từ bây giờ là cố gắng giữ máu này. Nước mắt, nước mắt, nước mắt, nước mắt. Phải rôn, phải rôn. Shit. Holy shit. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Quả đấy điều ấy. Thì căn bản là tôi áp cấp, tôi roll sớm thì chưa thằng nào lấy được nhiều rồng. Thì tôi là người lấy rồng nhưng có cái gì đâu mà phải ngạc nhiên. Thua mẹ rồi. Khổng lồ hóa, ok. Thấy không? Rồng 2 với rồng 1 thì nó khác nhau chưa? Rồng 2 thổi một phát được 800 đam. Ở đây là 450 và được cộng thêm cả đam lên từ cái này nữa là gần 800 đam, 796 đam. Nó khác bọt ngay. Rồng 1 với rồng 2 nó khác nhiều lắm. Cảm ơn Văn Tèo tặng sao nhé, thank you. Đấy, con rồng 2 với rồng 1 nó khác nhau.
Thứ nhất là rồng, bao giờ phải lên rồng 2 là 1, cái thứ hai là phải có mũ phù thủy là 2, là hai cái ngưỡng sức mạnh của con Sol này. Ai à, assassin hư, sao nhiều assassin thế. Rồng này là chưa có đủ năng lượng nên là nó tích skill hơi lâu này, thổi phát là chết đó đó đó. Vấn đề của rồng mà chỉ cần được thổi thôi là nó khác biệt lắm. Ở cái tầm mid game, cái tầm stage 4 này này, hiếm có con nào chịu được một đam con rồng lắm. Ui con, ui Ari kìa. Còn mẹ nhà mày. Cày thế. Mình ở vị trí bất lợi hơn nó thì phải cay thế. Cái ngọn giáo Sojin của tôi đang tìm. Cày quá anh em ơi, 2 lần mất đồ lớn rồi, 2 lần mất đồ lớn rồi. Cái tơ này nhiều đồ ngon quá. Kiếm BF còn đầy này. Cày thật đây, đúng cái đồ mình đang cần. Cho chết. Thực sự là tức. Hay đó. Hay đấy Blitz. Hay lắm. Tôi không sợ con này vì tôi có ma vũ. Tôi không sợ assassin vì tôi có ma vũ rồi. Ha ha ha. Thế nên mình nói là cái con Blitzcrank nó không trí. Nó chỉ thực sự hay khi các bạn dùng nó theo cái quan điểm đấy là chỉ dùng những cái turn mà kiểu là turn hack não nhau thôi, chứ nó cũng không có nhiều những cái tác dụng lắm. Dùng đi dùng lại nó không hay đâu. Con Blitzcrank nó không hay đâu. Rồi bây giờ thì tôi sẽ lấy, cố gắng đỡ nốt cái round này. Sau đấy thì đến round lính rồi. Đến round mấy con chim này thì hy vọng nó sẽ ra cho mình cái giọt nước mắt. Có giọt nước mắt đấy là full đồ rồng là ngon rồi. Mẹ lại element này. Element lắm thế. Nai không được biến hình rồi, toang rồi. Đấy, element nó nhiều máu lắm. Phát nữa, đúng rồi, hai phát là vui rồi. Không cần gì nhiều, thổi được hai phát là vui lắm rồi. Này bắt đầu phải chuẩn bị về roll, tổng động viên để roll nào. Thay con này vào. Thêm một slot. Bán đồ thủ. Cho tí đồ đam mới coi. Ôi bẹp, đai lưng khổng lồ nhiều thế đồ. Ôi ôi, đai lưng khổng lồ. Chết tôi rồi, chết tôi rồi.
Thua mẹ rồi. Thế hiểu sao lại chết của đấy. Giống. Vứt hết đồ rồi. Tầm này sắp chết đến đít rồi, vứt hết đồ rồi. Sắp thua rồi. Sắp thua rồi. Vứt full đồ cho Na để nó gánh team. Tầm mày gặp cái dàn này bắt đầu bớt bớt sợ một tí thôi. Tầm này gặp Assassin là bớt sợ một chút xíu rồi. Tầm này vứt cho Na full đồ rồi còn gì nữa. Mình cần một cái giọt nước mắt. Giọt nước mắt chảy ngược. Có đồ giá trị không? Không có đúng không? Thôi lấy giọt nước mắt. Quyết tâm phun hết đồ cho rồng. Rồng Sôn để cho nó gánh. Shyvana ván này làm nền vậy. Shyvana 2 thì phải làm nền. Để cho Na với cả rồng Sôn sẽ là đám chính. Thay một Nidalee bằng Cho'Gath có chứ. Đây này. Tức là tôi sẽ thay nó bằng một con CC chắc chắn. Nhưng mà đang chưa biết là con gì thôi. Đây. Thì tôi cũng rất là muốn thay vào một con CC rồi. Nhưng mà cấp 1 thì hơi căng. Cấp 1 thì thực sự là hơi căng. Thích con Sejuani hơn nhưng mà lại. Đấy. Sejuani này thì căng hơn này. Là con Cho'Gath này. Nói chung đều là gây CC thôi nhưng mà thay con nào tùy quan điểm mỗi người. Tôi thích Sejuani hơn. Bye bye. Thế nên là mỗi một cái đội hình nó có một cái thời điểm riêng. Mỗi một đội hình nó đều có một cái thời điểm riêng để mạnh. Cái bộ của tôi là cái bộ late game nên là cần một vài cái con nó nhiều tiền. Đây là con Na và con rồng. Nó phải có đồ và nó up 2. Đây, cà thớt rồi. Chưa có gì đặc sắc cả. Thì mẹ lại mấy cái thằng lìn element để khó chịu vãi lìn. Biến hình á. Chết mẹ chúng mày này. Giết. Thì mà nó vẫn kịp quang chiều ạ. Ức thật. Nào bây giờ thì hai con rồng. Ôi gặp băng tộc thì toang rồi. Gặp băng tộc thì toang rồi. Ơi, sao lại thổi qua bên đấy? Thổi qua bên này chứ. Hai con này bị lôi. Đi mẹ con ngu, đừng im luôn. Đó, đó, đó,
gánh team là như thế đó. Lỉn vãi đò các bạn ạ, lỉn lỉn vãi đò. Mày thế, thằng rồng cái nó nhường không thì cũng toát người rồi. Hay không bằng hên, đúng rồi, hay không bằng hên. Thôi bán này là tạm chấp nhận được. Hai con gánh tim thì đang full đồ. Hai con gánh tim full đồ. Hai con na từng này máu thì chết thì éo là được. Úi thìa. Sao lại ra thìa một cái khoảnh khắc nó trốn trêu này nhở. Tập này thìa thì có làm ăn được gì được đâu. Lợn cấp 1 không dám vứt lên trên. Đây rồi. Đấy, lợn 2 còn có tí nhớt không dám vứt lên trên. Con lợn này rất là nguy hiểm. May là lợn này không có đồ. Nhưng mà thằng này khỏe. Thằng này khỏe. Nó vứt bô la bao giờ cũng vứt được trước mình. Đéo kịp này, không kịp nhổ này. Ăn lìn rồi. Na ơi, gánh tim em ơi. Na ơi. Phang chết con mẹ chúng nó đi Na ơi. Yeah. Anh tự hào về em Na ơi. Yeah, yeah, yeah. I love you so much. Tìm mẹ mấy con lợn này. Mấy con lợn này, chúng mày chơi chiều với bố mày. Đừng có hy vọng. Đừng có hy vọng chơi chiều với bố mày. Bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh đi, không sao đâu. Lo được, ăn lo được. Haha, Draven vứt đây à? Được đấy, được đấy. Ôi! Phantom, 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 Phantom. Full. Yo, yo, yo. Na ơi, đừng chết em ơi. Đừng chết, em chết là anh chết. Na ơi. Na ơi, anh xin em. Na ơi, đừng chết. Lộn cái sờ. Vứt con này đây hơi hơi hở. Vứt con ca thớt đây hơi hở một tí. Hay quá, nhưng mà con lợn của nó không được. Ơi bị đóng băng con mẹ rồi. Thổi đi em ơi. Không, thổi phát nữa chết. Đừng chết em ơi. Đừng 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 đừng. Ôi giời ơi, em ơi, đừng thua em ơi. Na ơi, cố lên, em có. Đi mẹ con này là con Garen 3. Chưa sao, chưa chết được. Chưa chết được, chưa chết được, bình tĩnh đi. Mình có một cái thìa, mình sẽ lấy cái thìa, 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 có một cái thìa. Chạy ngược vòng nhanh. Hack cái gì? Thua đến đít rồi này, hack cái gì? Bên nó cũng nhiều con gánh tim đấy, đừng có đùa với chúng nó.
Hay quá, rồng mày được biến hình này. Chưa chắc đã thua. Chết con mẹ chúng mày đi. Như nào? Cố lên em ơi. Na ơi, đúng rồi. Hai na, na bố na con. Mẹ mày. Na bố na con. Yeah. Rồi, solo với thằng này. Ui, ca thớt này. Kéo cần Ari nữa. Ok, biết thế. Ghét con lợn này này. Nếu thế nào giết con lợn này nhanh được. Bây giờ lên được hai con na. Hai con na 2 thì đẹp. Không cần ca thớt 2. Ca thớt không cần 2, nhưng mà na là phải hai con 2 thì nó đẹp hơn. Bởi vì cái bộ hóa hình sư ấy nó làm cho khi mà cái bọn này biến hình nó sẽ nhiều máu hơn. Thôi chết thật rồi. Đen quá, con rồng này bị lên mất mẹ một đống đam. Xin xị. Thổ đi rồng ơi. Đúng rồi. Na ơi, gánh anh em ơi. Rồng, thôi, đúng rồi. Tuổi lìn, thế cho nó nhanh. Thế cho nó nhanh. Rồi, thì mẹ tơn cuối cùng. Sự sống và cái chết. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Biết đâu lại có món đồ. Đây này, quỷ thư Morello. Quỷ thư Morello đây này. Đây rồi, lạnh sống lưng quá. Kin rẹt để lấy Phantom à? Không cần. Bây giờ các bạn cứ nghĩ mà xem. Đưa một con về 100 máu. Nhưng mà tôi lấy hai con na này có thêm CC. Cái nào hơn? Đúng không? Chả cần thiết đâu. Đồng ý là cái Phantom rất là imba. Nhiều khi nó tạo ra được cái sự đột biến. Nhưng mà cái này nó ít đột biến hơn nhưng nó củ chắc. Hai con na nó củ chắc hơn. Cái Phantom nếu như mà bạn Phantom được phát vào con lợn là mình có tỷ lệ thắng cao. Nhưng mà cái này là xanh chín hơn. Cái này nó không xanh chín bằng, nhưng mà nó an toàn. Spell Dam. Cá thớt. À, ui, mua mẹ na đi, vớ vẩn lên na 3 đấy. Vớ vẩn lên na 3 đấy. Con này để làm đéo gì? Dụ kèo à? Hay như nào? Thu hút sự chú ý à? Hả? Lại lốc con rồng này đi. Mày cay thế. Biến hình. Tốt. Yeah. Chẳng lẽ lại thua? Na bố na con. Na bố na con. Na bố na con. Bây giờ hai con to bằng nhau thì cả hai con đều là bố nhá. À, kinh quá nhở. Kinh quá nhở. Ôi, cái béo vẫn nó thủ hòa được này. Ơi, chưa thằng nào thua này. Ê, không vui nhá. Chết bại à. Láo toét nó quen. Tôi đã nói rồi, ván đầu. Ván đầu là tôi cố tình thua thôi. Cố tình thua thôi. Chứ còn bình thường thì cái này là nó là logic rồi. Bình thường thôi, gáy gì đừng. Tôi thực ra thì ngoài là an xạo chó thì còn một nửa trong tôi là nó giống như kiểu Yu-Gi-Oh ấy các bạn biết không? Yu-Gi nó hai con người. Một là Yu-Gi hiền lành thì chính là an khiêm tốn. Còn một cái Yugi của sự gọi là kiên cường và mạnh mẽ thì đó chính là An Sạo Chó. Thì thực ra là cái người mà đang gáy với các bạn là thằng An Sạo Chó. Nhưng mà cái giao diện của tôi đây là An Khiêm Tốn. Thực ra thì luôn luôn có hai con người ở trong tôi. Luôn luôn có hai con người ở trong tôi.